Quay trở lại trận đấu thứ hai thôi, bên họ quân rất xấu, chẳng có gì ngoài hai Seng đâu. Hai Seng IA và AC. Bên mình hit AC min max vẫn chơi được. Quân mình không phải quá xấu, có max. Vẫn có thể thi đấu. Có hai cung tuyển AC và hit nữa cơ mà. Ồ, như vậy là vừa soi lại thế nhà thì bên mình sắp xếp cũng mắc bình đấy, có AC hit trong cánh, min max ở đầu cánh. AC hit và ôm nhau rồi, nhưng bên kia là hai Seng. Thêm cả IA cộng AC. Đây rồi, hai voi nữa anh cho màu 7. Chỉ cần một bãi quả phụ nữa thôi, bài cũng có thể đi thi đấu được. Voi xuống dốc phải thật là chú ý, ông sẽ bị hai hích luôn. Rất từ tốn nên tao ta còn màu 7. Từ tốn chậm rãi chuẩn chỉ là được. Đây thêm một voi nữa. Ô, cứ tưởng con voi rất nhiều máu, rất nguy hiểm. Đây rồi, thêm hai bãi yêu nữa anh cho anh. Con voi này về anh cũng có thể đủ đồ rồi. Ăn một bãi yêu nữa thôi. Bài 22 dân cũng được. 23 dân đi. Như quả đầu quả 7 đã đủ đồ rồi. Con voi này cũng có dốc, nhà xung quanh là con dốc nằm dưới nòng chảo thôi. Chỗ nào cũng thấy dốc. Người anh đang câu voi khá luột. Con voi thứ hai đã được làm nhà chính rồi. Khá luột thao tác. Bắt đầu thiết kế chiếc S đầu tiên. Thao tác rất luột đến từ anh 17. Vâng, đặt S trước. Vậy anh ăn S cạnh hiêu luôn. Một bài lên khá sớm dành cho Mỹ Hoàn đấy. Anh chuẩn bị câu lốt con voi còn lại nữa. Kích đời. Vâng, 729 với 23 dân Mỹ Hoàn. Ép đời là khá chuẩn mực. Con voi về một trận kích đầu 10 dành cho anh. Chuẩn ép đời gọi là chuẩn. Rồi anh ăn hiêu lên tí nữa dân hiêu ở kia anh sẽ tách ra để ăn gỗ. Nói chung là gỗ thì sẽ là đủ thôi. Vâng, anh không để mất tay phi hiêu. Không, anh mang hết dân về đâu rồi. Khả năng anh ép voi luôn. Vậy theo chim lợn báo về ép như thế này là đủ rồi. Rồi bắt đầu đi ăn hoang sau. Không, nếu mà ép kiểu đấy lại tốn gỗ thì lại khổ. À, thiếu gỗ thì lại khổ. Ép này cũng chuẩn thôi. Khi lên đời xong, kích đời xong đi đào vàng, đi ăn hoang luôn. Một bài kích trong đầu 10. À, có vẫn đang quay hai kênh. Cái kênh 3G của anh ấy. Như vậy là đầu 10. Trận ép đời Mỹ Hoàn khá sớm. Rồi. Vậy bây giờ anh sẽ tách cả dân hiêu, dân voi, dân hiêu, dân voi đi đào vàng.
Thiết kế ăn bãi hiêu luôn. Anh không soi tham lên đời, nhưng bên kia chắc là lên đời sớm lắm. Điểm số nhảy rất kinh rồi. Một bài hit đi 27 dân kích trong 15x. Còn bài móc binh thôi. 27 dân 10, 10, 50. Mắc C sao? Ồ không, mắc C lên muộn lắm. Mắc C rất muộn. AC cũng lên sớm. Đây rồi. Màu 2, người dâng A hay dâng L đây? Dâng A. Dâng A đến từ màu 2. Vâng, anh đã đẻ quẩy rồi luôn là sao? Trong khi đó anh vừa lên đời có ít ít thôi. 90% rồi ai đẻ. Ô, con T của AC phải. Đúng rồi, con T của AC bắn tạch 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 cái mà ngựa giỏ xít chết rồi. Ừ, công luôn bãi vàng. Đúng rồi. Căng đấy, không phải đùa đâu. Chết đi. Không chết. Ô, lại còn thế này nữa. Ôi dồi, thế này căng lắm rồi. Lên bánh xe rồi anh ơi. Một con lạc đà cũng được, nhưng phải có bánh xe. Tí đó một tê một giò, hai chém tơn giờ đầu thì không có bánh xe, rất khổ. Chết con ngựa giò, tốt. Rồi, rất chuẩn bài, lên bánh xe rồi. Bề phi thẳng vào trong cánh, đánh màu đỏ cũng được. Màu đỏ là người dâng A. Cố gắng để thêm một con giò hai, con lạc đà, một con giò cũng đủ đi chăn dân ăn hoang rồi. Không cần nhiều. Màu 4 là người cầm xeng đánh chém AC dâng A. Rồi, xeng lại đánh chém rồi, AC lại còn dâng A nữa. Công rất phũ phàng. Chắc bên kia chỉ đánh màu 1 chủ lực thôi. Đây rồi, tươi. Phút 14 chưa có bánh xe. Rất tươi. Phế cũng phải may mắn á. Được chưa? Cứ hai con lạc đà đi ăn dân ăn hoang là được rồi. Cho giảm mất lực của màu 3 thôi. À màu 2 thôi. Không cần ôm màu 4 vội. Ôm màu 2 đã. Dâng A có cung rất nguy hiểm. AC tham 3x rất khỏe. Hit. Không, đây là Max C. Max C đối đầu với IA Moto. Nhưng mà bài của Max C đã khung. Vàng ngoài hơi nhọ. Vàng trong này thì đúng là mắc binh luôn. Một bài cân map dành cho Max C luôn. Ôi, hit tham gần 5x rồi. Phút 16 thôi. Nói thật là anh đánh không may, nhưng nở tham kém chim sẻ một tí thôi. Ở đây rồi. Ui rồi ôi, dân của màu 3 đang đi bộ. Ui rồi, chết cả bãi vàng cả ăn hoang luôn. Một pha đi cung. Ôi kìa. Một pha vừa hơi lọt, bị lọt nhà tí không sao. Anh đang đi cung khá hiệu quả. Ôi ở nhà cẩn thận, đừng đùa. Màu 8 không thi đấu đâu. Như vậy là chạy nhà ư? Như vậy là chạy nhà rồi. Anh làm rất nhiều gỗ, anh ra vẽ ruộng không? Trở lại mấy nhà đánh chém xem con quấy được nhà cung bên kia không. Ơ Max C đã ra được hốc, có ruộng. AC ta vẫn 5x, tươi. Ơ, màu 7 pha đục vào bãi gỗ của màu 2, tươi. Như vậy là đã ăn được gần hết dân của màu 2 rồi. Ờ, đang tắc mấy đen chứ. Một con lạc đà chém hơi lâu. Nhưng mà may quá màu 2 vẫn chưa biết. Rồi, hết bãi gỗ rồi. Luộc hết bãi gỗ. Anh đang phế, anh hoạt động rất hiệu quả. Tham vẫn đang giữ được 26, rất tốt.
Đầu cánh anh gặp xe AC bị công tê lúc đầu. Ôi ôi cái gì đây? Mồng Lam có sang cứu không? Ui tên này không cứu, khả năng chết. Hơn 16 đang bị công rất gắt. Liệu có ai về cứu không? Không cứu mất nhà, lấy ai là chủ lực? Cần phải có một tên cứu, cấp cứu. Đây rồi, 15 về rồi. Nếu mà bắt được quân trong tên này tỷ lệ khéo mẹ tươi. Rồi không đâu. Màu 2 là một thế bài ăn hoang, sóc cung nên rất đông cung. Nhưng mà còn màu 1 của ngứa cựa nữa. Màu 1 chưa ai nhìn thấy được đâu. Có ai đã nhìn thấy màu 1 nó ở chỗ nào chứ nhỉ? Chưa ai nhìn thấy màu 1 đâu. Đây rồi, màu 1 đây này. Đã nhìn thấy màu 1 rồi. Ở vẫn đánh được, rất tươi. Bề có y đâm vào màu 4 cộng với lạc đà màu 7. Ơ, rất tươi nhá. Xèng mất nhà. Đừng đùa. Còn những cái tham bé thôi nhưng mà gom vào sẽ thành tham to. Như vậy màu 1 là người đánh cung A. Kệ đi, mình đi giết mấy nhà chém đã. Tham 6 anh cho Max C. Đây hở, hở ở chỗ BS cơ. Không phải hở cái chỗ anh vừa bo đâu. Đấy đúng rồi, hở chỗ BS đấy, đang đi vào rồi. Nhưng không sao, anh cố gắng chui ra đóng cái e không cho ra nữa. Đâu rồi, vào đến nơi chưa? Cho hỏi là vào đến nơi chưa? Không, không dám vào. Mùa 2 vào một pha lọt nhưng mà anh sợ mất quân. Chạy ngay, nhưng cũng rất tỉnh. Và đấy mà vào chốt e chạy đi đâu. Đây rồi, bắt quân hay thế hả rồi? Rất hay về e. Chết rất nhiều cung rồi. Dương A bị bắt quân buốt lắm. Không để xả được nữa. BC đi anh, đã có BC rồi. Ui, cái gì đây? 800 thịt. Nhận vàng mà lên bản đồ thôi anh ơi. Hoặc là bơm đồ cho hít hồi thôi. Phải có hai người đánh cung trong trận thi đấu này mới có cửa thắng chứ. Rồi, hơi đen rồi. Hai xe một đi à, một xe đánh đến thời điểm bây giờ là tươi lắm rồi, còn chưa chắc đã thua cơ. Ô, mình ăn tăm to này. Hay lại nhận đồ đi dâng A nhà của xe nhỉ? Thế ông nhận đồ dâng A, thế ông lại chết ấy, cũng đùa đâu. Hai kích. Hai kích cung A, mì hoàn mà ốp dưới đít nhà xe, thế ông lại chết ấy, cũng phải đùa. Khi xe thì ông trận này là đánh thủ bật 4. Bất ngờ lại có hai kích cung A nắp đít thì thôi. Chết luôn, cũng đùa đâu. Trận này 1-7 đánh khá hay khi đối diện với Seng với cả AC. Lúc đầu anh bị 1T 1 giò. Công đang có pha công lên. Ai là người sẽ cứu được 1-4 trong tơ này? Chẳng có ai cứu được cả. Vứt nhà đi mà chạy thôi. Chạy đi đâu bây giờ? Nào vào đây thi đấu đây. Rồi ôi 1-6 đẩy số lượng khá đông. Ờ bắn đi anh. Mình có cả lạc đà nữa mà. Chơi được. Thừa chơi được. Bên mình có cả lạc là 1-7 không? Úi rồi. Rồi xong. Hơi khó rồi. Pha lọt nhà đến từ màu 2. Quân là quá tuyển. Đánh đến tầm này là quá cố gắng dành cho các anh rồi. Có đến 2 xeng. Còn 1 IA, 1 AC nữa. Nếu mà Max C mà có hốc ở cái 3 giờ kia đánh y thủ chảy y thôi rồi. Sẽ có thêm một cái tham nữa sẽ rất dễ đánh. Nhưng một bài anh vàng ngoài hơi đen thôi. Ố đi đâu đây? Trời đỏ đi đâu đây?
Chắc tầm này mùa 1 đã kích đã lên đời xong xong đời 4 từ cách đây khá lâu rồi. Khả năng anh là người đánh thẳng đạp đôi nên bây giờ anh vẫn chưa thấy hot anh xuất hiện. Thì anh lên 4 được cũng lâu lâu rồi. Như vậy như mùa 1 là người đánh hot thì vào. Như vậy Tham đang đẻ 6-4 rồi. Thì sai tỷ số là 1 đều. Thể thao Bắc Linh à, thể dục thể thao Bắc Linh đã gỡ được một trận rồi. Quân là tứ tuyển. Hai xe một IA, một ACI mà đỡ được.